hello, xin chào tất cả các bạn ha. thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lấy một số cái hình ảnh nè, hình ảnh nè đúng không ạ, hình ảnh nè, rồi video nè, video nè và một số cái âm thanh trong file .wav ra nha các bạn. thì ví dụ tôi chạy cái file .wav này lên, chạy lên, thì ở đây tôi có một cái video chẳng hạn, đó, tất cả cảm thấy cái video này rất là hay, đúng không ạ? Đó, thứ nhất ha và tiếp theo là tôi muốn lấy một cái hình ảnh đây cái iPhone này đó tôi lấy và tôi xuất ra để tôi sử dụng cho mục đích riêng của mình thì chúng ta làm như thế nào thì các bạn chúng ta cùng theo dõi tôi và tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau chúng ta tắt cái file PowerPoint đi nha và cái file của tôi là gv.bbtx đây cái file gốc của tôi đây thì tôi sẽ tắt cái file đang chỉnh chiếu PowerPoint đi đây cái file của tôi đây Thì uh, tôi sẽ đổi cái đuôi của nó nè Là bbtx Tôi sẽ đổi Ấn F2 để tôi đổi ha Thành cái đuôi chấm ra Chấm ra Để làm gì? Mục đích để chúng ta mở bằng cái phần mềm virax Để chúng ta truy cập vào những cái file trong đây Rồi Ấn Enter Enter Thì ta click vô cái file gv.ra này Nhấp đôi vô Thì ở đây nó sẽ hiện lên cho chúng ta một số cái thư mục thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số thư mục nha. Đây thư mục đầu tiên, không có gì hết nè. Chắc thư mục linh rồi. Thư mục thứ hai cũng không có gì hết, không có gì hết nè. Thư mục thứ ba của chúng ta là PPT đây. Thì trong đây chúng ta sẽ có một số các thành phần như là font chữ nè, đó, thì chúng ta có thể lấy font chữ ha. Font nào đẹp chúng ta lấy. Cái mục thứ hai là media nè. Đó, như vậy ở một thư mục media này tất cả những thứ như là hình ảnh nè, video nè, âm thanh nè sẽ có tất cả trong cái thư mục media này, lấy vô đây, thì chúng ta có email một này, đó đúng không? là một cái background, này. email hai nè, email hai nè, email hai là một cái logo các bạn ha, logo chẳng hạn, đó và cái video của tôi là video hai video này đây, đây video nè, đây một video của học sinh đang tiến hành đo đạc các bạn ha, đó một video ha tiếp tục một video tiếp theo này đây một video nữa các bạn ơi đây uh, là những video của chúng ta như vậy chúng ta sẽ tiến hành uh, lấy những cái thứ này ra ở đây tôi thích lấy hết thì tôi chọn hết các bạn ha tôi sẽ gom ra một cái thư mục để sự tôi lấy một media đi folder chọn media Rồi. tôi sẽ lấy qua ta kéo hết nè, ta kéo qua đây, đó. như vậy uh, chúng ta đã lấy được các thông tin về hình ảnh, âm thanh và video từ file boy boy ra, thật là dễ dàng đúng không các bạn? rồi uh, xin chào tất cả các bạn ha, chúc các bạn uh, làm thành công.